tôi là Việt Long của Đài Châu Tự Do. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trên màn hình bây giờ bên cạnh chúng tôi là tiến sĩ Lee Edwards, chủ tịch um, sáng hội tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại thủ đô Washington của nước Mỹ. Đến đây để ra mắt quý vị trong cuộc phỏng vấn này. Chiều nay tiến sĩ Edwards sẽ dự buổi lễ trao tặng huy chương tự do Truman Reagan cho linh mục Nguyễn Văn Lý, người tù lương tâm nổi tiếng trên toàn thế giới đang bị chính quyền Việt Nam tuyên án 8 năm tù, 5 năm quản chế kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2007. Trước hết, với tư cách chủ tịch sáng hội tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, ông vui lòng nói với quý khán thính giả của Đài Châu Tự Do ở tại Việt Nam và trên toàn thế giới là sáng hội biết được những gì về linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý. Chúng tôi biết rất rõ, đó là một chuyện phi thường. Tôi lấy làm vinh dự được trao tặng huy chương tự do Truman Reagan cho một nhà quán quân về dân chủ, một nhà đối kháng chế độ cộng sản, giống như Václav Havel của tiệp khắc, Lech Wałęsa của Ba Lan, Đức Giáo Hoàng John Paul địa Nhị, và còn Yelena Bonner, quả phụ của nhà bất đồng chính kiến người Nga Andrei Sakharov. Và khi tìm biết về thành tích, tiểu sử và cuộc đời của cha Lý, chúng tôi nói đây là một người mà tính anh hùng, sự dũng cảm, lòng quyết tâm đều không thua sút so với những nhân vật nổi tiếng từng tranh đấu cho tự do dân chủ. Thưa ông, vì sao xã hội tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản chọn cha Lý để trao huy chương tự do Truman Reagan năm nay mà không phải là một người nào khác trên thế giới? Chúng tôi cố gắng hết sức để tìm biết và nhận ra nhà quán quân của tự do trong số những người dám lên tiếng vì nhân quyền và đối kháng với chủ nghĩa cộng sản trên khắp thế giới chúng tôi là một tổ chức quốc tế nên chúng tôi tìm những người ở châu á ở châu âu châu mỹ latin ở châu phi và điều thật rõ ràng với chúng tôi là những sự kiện xảy ra tại việt nam cũng cần được chú ý có người nói nhiều việc ở việt nam đã được tốt đẹp hơn việt nam trở nên dân chủ hơn thế nhưng khá rõ là không phải như vậy việt nam vẫn đàn áp nhân quyền và quyền tự do căn bản quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do hoạt động tôn giáo vì thế chúng tôi cố gắng tìm một người biểu trưng cho cuộc tranh đấu cho nhân quyền căn bản ấy tại việt nam thì tên tuổi của cha lý đã nổi bật lên nhiều lần những hội viên và thân hữu người việt của xã hội đã nhắc chúng tôi là hãy hết sức thận trọng cân nhắc việc trao tặng quy chương tự do năm nay cho cha lý Chúng tôi trả lời, điều quý vị nói tuyệt đối đúng. Linh mục Nguyễn Văn Lý chính là người phải được trao huy chương tự do năm nay. Ông có nghĩ rằng huy chương tự do Truman Reagan sẽ có ảnh hưởng ra sao đến số phận của linh mục Nguyễn Văn Lý không? Chúng tôi hy vọng rằng trước hết, kêu gọi được sự chú ý về việc cha Lý còn bị giam cầm, sức khỏe yếu kém, đáng lẽ phải được trả tự do để chữa trị một lần nữa. Nhìn vào thành tích, thấy cha Lý bị tù đi tù lại quá nhiều lần, Tính ra, nỗi thời gian 27 năm qua, ông đã phải trải qua tới 20 năm trong tù. Một quốc gia như thế nào, một loại chính phủ ra sao, một thứ chế độ loại gì mà lại có thể đối xử như vậy với một người? Và cha lý đã phạm tội gì khi chỉ đòi hãy cho chúng tôi tự do tôn giáo, cho tôi được làm lễ mass cho dân của tôi, cho chúng tôi được nghe Vatican nói những gì liên quan đến đức tin, đến tôn giáo. Nên đối với chúng tôi, có vẻ như chính phủ Việt Nam sẽ phải nói đủ rồi, thôi đủ rồi. Cha Lý đã chịu đựng quá đủ rồi, cũng đến lúc trả tự do cho ông thôi. Và tôi nghĩ điều đó sắp xảy đến. Chúng tôi tin ở sức mạnh của sự thật. Chúng tôi cảm thấy thật mạnh mẽ là người ta cứ nói sự thật với cường quyền, thì rốt cuộc cường quyền cũng phải đáp ứng. Được quý vị có bao giờ thông báo cho chính phủ Việt Nam về quyết định trao tặng huy chương tự do này không? We are going to do that once we have... Chúng tôi sẽ làm điều đó Một khi tổ chức xong buổi lễ truy tặng Quy chương tự do dành cho cha Lý Vào tối nay ngày 1 tháng 11 Trao cho đại diện cộng đồng người Việt ở đây Tại Washington DC Và Virginia Chúng tôi sẽ gửi một lá thư chính thức Tới chính phủ Việt Nam Nói rằng xin hãy vui lòng nhận ra là Người này đã chịu đau khổ đủ rồi Người phải được và nên được phóng thích khỏi nhà tù. Cảm ơn tiến sĩ Lee Edwards Đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay